bác nào hỏi 115 đâu, bước ra xăng lộn, bước vô xem nha. Hàng 115 mới về thì giá em đang chào bán nè, hàng mới rớt xuống là 480k. Đấy, chưa qua quá trình vệ sinh tắm rửa cũng như là bảo dưỡng. Đây, đội ngũ team nhà em đang mở nắp đồ ra để mà mình vệ sinh sạch sẽ đó. Thì sẵn tiện đây là trước khi rửa ráy tắm rửa cho em nó thì em quay thực tế trực tiếp cho anh chị mình xem luôn. Và đây là phần bơm. Đó, thứ nhất là em nó còn khô ráo sạch sẽ nha. Về sau là em quay vậy xong rồi chiều nay là em sẽ tắm cho em nó nè. Đó, bên này là công tắc nè. Đó. Trước tiên là mình thấy khô ráo là mình thấy là ok rồi ha. À, phần máy móc cũng vậy nha, khô ráo sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đấy. Đây em quay sơ bộ. 4 đồng 8, 4 đồng 8. Anh chị cô gì nào ở Lào Cai hôm trước hỏi em á thì hôm nay inbox lại cho em nha. Đấy, em này là được cái là nước sơn rin toàn tập từ đầu đến đuôi, cái gào tao nó đẹp dữ lắm. Đợi chút xíu em xuống em quay là mê mẩn cái gào luôn. Gào đẹp như gái 18 luôn. Đó, trước tiên là em quay đồ lòng bên trong cho anh chị mình xem rồi đó. Đấy, quay luôn, quay thực tế nè. Đó. Nó hơi tối một chút ha. Do ở trong này trong xưởng cho nên là nó hơi tối một chút. Đấy. Nó khô ráo nhưng mà rửa ra chắc đẹp. Rồi. À, nước sơn thì cần bọng đồ là nước sơn rin ha. Chỉ có một cái là bị đang bị vỡ phát ti nha. Cái này thì không đáng kể. Cái này em Kim hỗ trợ cho mình đổi được, thay phát ti được nha. Rồi, đây là cái gào của em nó nè. Quá đẹp chưa? Quá xuất sức chưa? Đấy. Đa số rào nhật về là cái nào cũng vậy nha, là chốt đứng không nha cô chú anh chị. 4 răng mà 4 răng to, cái má bự chà bá luôn. Găng gào phơm dán còn đầy đủ, nước sơn còn rin đét. Đấy, 4 đồng 8 mà sở hữu một cái chiếc xe như thế này. Còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay trực tiếp vào số hotline 0966 340 640, hoặc số hotline thứ hai là 0966 740 440. Tại nên nó rin từng cái con bù lông con tán luôn, cái bánh sau còn đẹp lắm nha cô chú anh chị. Và đây là cái dàn chân nè. Đấy, em quay trực tiếp cho anh chị mình xem luôn chiếc này như là nó chạy 5.000 giờ. À, nó chạy 5.000 giờ nha cô chú anh chị. 5.000. Rồi. Súp thì không cần phải lo đâu, dày lắm, còn đẹp lắm. Còn dàn chân thì mới có xuất sắc hơi hơi thôi, nhưng mà cái độ mới của nó là còn Osaka nha. Đó, bánh phon nè, xích nè, đó. Em quay ở xứ mông cho anh chị mình xem, mông của chiếc 115 nha. Đó. Đó, nhà em đang vệ sinh cho em nó đây. Đấy, em này tắm rửa ra là hết sảy 1.7 luôn. Rồi 4 đồng 8, anh chị nào ở Lào Cai đang chuẩn bị đầu tư vào máy đào để mà dọn dẹp vùng lũ lụt đó thì alo cho em. 4 đồng 8, 4 đồng 8 nha cô chú anh chị. 4 đồng 8 liên hệ gấp cho em Kim nha.